Em xin chào các bác. Hôm nay kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em đồng hành cùng anh ô tô Nhật Minh xin được phép giới thiệu và bán cho các bác một em Grand i10 phiên bản hatchback các bác nhá. Máy 1.2 bản đủ gồm toàn bộ la răng và mở cửa một chạm. Xe bê tông màu chủ đạo là màu đỏ, nhìn rất chi là bắt mắt. Và bây giờ thì em đang cùng các bác đi vòng quanh xe để cảm nhận độ đều xe, độ đẹp xe. Bác nào có nhu cầu mua xe, trao đổi xe hay giới thiệu người thân người quen mua bán thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999. Em xin tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ của các bác. Và xem xe thì xem tại 318A Nguyễn Xiển, Auto Nhật Minh, trụ cầu T141. Cụ thể hơn nữa thì em sẽ cùng các bác đi chi tiết từng phần nhỏ của xe để cảm nhận cái độ mới của xe, độ đều xe. Và các bác mua xe thì không phải lăn tăn về giá cũng như về chất lượng xe. Và đây là cụm đèn pha của xe. Xe thì đã sản xuất 2020 các bác nhá, đăng ký 21. Nên cụm đèn pha của xe còn rất chi là mới. Xe thì mới chạy được hơn 1 vạn, là vạn 8. Toàn bộ giải, logo, Macallan đều rất chi là đẹp. Cụm đèn pha cả hai bên đều sáng trong như nhau, còn rất là mới các bác ạ. Xe được trang bị xi nhan tích hợp gương, hai là gương tích hợp xi nhan các bác nhá, cụp mở tự động. Và toàn bộ la răng zin theo hãng các bác nhá, la răng zin, nên các bác khá là yên tâm về xe. Xe thì đúng này, lốp 2020 các bác nhá, lốp zin theo xe. Toàn bộ lẹp cửa hay gọi lẹp sườn, tay nắm mạ chrome, mở cửa một chạm, tất cả tay nắm đều mạ chrome, zin hoang. Những cụm đèn hậu của xe còn rất chi là mới, phiên bản Grand i10, máy 1.2, 4 máy các bác nhá. Cụm đèn hậu rất chi là mới, cả hai bên đều như một. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua cốp để đồ của xe, xem nó rộng như nào. Và đây, từ xa thì em đã cùng các bác nhìn qua thì cốp cũng để được hai cái vali cầm cỡ trung, và phía dưới này cũng sẽ là để lốp dự phòng. Khi các bác để đồ rộng rãi thì các bác có thể nhấc này lên và hạ những cái chốt này ra, thì các bác có thể ngả ghế lên, các bác có thể để những cái đồ dài rộng hơn tí nữa, rất chi là tiện các bác ạ. Và đây là những con ốc của lắp cốp, nhìn khá là mới và xuất sắc, cũng như toàn bộ đường vân keo chỉ chạy xung quanh cốp là khá là zin, không hề có hiện tượng mất một phân nào cả các bác nhá, rất chi là đẹp và xuất sắc. Hai ốc như nhau luôn, nên các bác khá là yên tâm về chất lượng xe. Đấy. Đấy, chấm phẩy rõ ràng luôn, nên các bác yên tâm, xe là xe đẹp, xuất sắc, không chê điểm gì cả. Xe là bản đủ, lên nó cảm biến ở sau còn rất nhiều, cùng với cả cam lùi đầy đủ, nên bác là lùi chuồng thì yên tâm, không sợ bị dính hay va chạm ốp, hay va chạm gì cả. Đã tự nhiên đang quay video rồi gặp ông bạn đang học lái xe, không biết nó lái được chưa đây, tí nói chuyện. Và đây mình xin giới thiệu cùng các bạn, đây là cánh cửa sau bên phụ bên lái, thì tắp lô tắp đi còn rất là chỉ là mới, không hề có vết xước gì. Cùng với theo đó là bản đủ thì tay lắm nó mạ chrome, những gioăng cửa còn khá là mới, độ đàn hồi cực cao, cũng như là đường keo chỉ chạy vòng quanh cánh cửa không hề mất phân nào. Đây các bác nhìn này, em cũng xin giới thiệu cho các bác là những ốc cửa còn zin, không hề có một tác động vật lý được cả, cũng như toàn bộ ghế là ghế zin, là gồm có ghế da kết hợp với cả lì các bác nhá. Và đây là một khoảng sau, các bác ngồi sau có thể để đồ rất tiện. Những bác nào ngồi đây thì bác có thể để nước đây giúp em. Những lưng sau của ghế là rất chi là sạch, không hề có tí chảy xước cả. Xe thì 2020 đăng ký 21, lên độ mới còn rất cao, trần chét, không hề có một tí nhơ nào cả các bác. Nên các bác sử dụng khá yên tâm về xe, cũng như về chất xe. Đây là cánh cửa phụ bên lái, thì
Táp đi cũng khá là mới, không hề có một tí gì gọi là bẩn hay xước xét gì cả. Cũng đi theo nó là những con ốc còn khá là zin, cũng như là đường keo chỉ, chạy cũng không hề mất một phân nào cả. Còn zin theo hãng các bác nhé, zin theo hãng. Đây là hàng ghế, độ căng còn khá cao, ghế da zin, cũng có ghế da kết hợp với cả lì. Táp lô thì khá sạch sẽ, màn hình thì cảm ứng, xin theo hãng nhá. Để lỗi start top, hộp số tự động 6 cấp. Những chỗ để này là rất chi là sạch sẽ, mình không chê điểm gì cả. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng cụ thể xem bên hàng ghế lái, xem xe có được trang bị những gì, tiện ích ra sao, rồi cho các bác tài nhá. Con này thì em không nghĩ là các bác không chê điểm gì đâu, tại vì độ mới nó khá là cao và xuất sắc. Đây thì em sẽ cụ thể hơn nữa. Khi các bác mở cửa một chạm thì các bác nhìn thấy là hàng phím tổng của xe còn khá là đẹp, xuất sắc. Cụm mở gương tự động các bác ạ. Xoang cửa thì cũng khá là xuất sắc, như là trong mới trong hãng. Keo chỉ cũng không hề mất một phân nào cả. Cũng như là những con ốc ở lẹp sườn cũng khá là tuyệt vời. Và đây là thông số kỹ thuật của xe. Xe thì là bản 1.2 AT GLS, sản xuất 2020 các bác nhé. Ốc S cánh cửa thì 4 cánh đều như nhau, đều rất chi là mới. Xe có hệ thống chống trơn trượt, cũng như là hàng ghế lái có bơm ghế các bác ạ, có bơm ghế. Và khi em ngồi trong này thì các bác nhìn thấy không, xe khá đẹp, là toàn bộ như là lỗ điều khiển cũng như là những cái phím chính năng hoạt động tốt. Và đây là xe mới chạy được 1.8 các bác nhé, vô lăng zin theo hãng. Xe chạy 1.8 thì chẳng chê được gì. Hai bóng khí nhá, vừa người phụ vừa người lái rất tuyệt vời. Đây, tất cả các nút này hoạt động cực tốt nhá, nếu các bác dùng trên này cũng được. Lên thành ra là rất tiện cho những các bác ngồi xe, đầy đủ các tính năng, hoạt động cực tốt, điều hòa mát lạnh, cũng như là toàn bộ những cái phím này cực kỳ tốt. Và bây giờ thì em sẽ cùng ra ngoài và sẽ công bố giá công khai cho các bác, là em nguyện vọng bán này cho các bác là với giá là 398 triệu. Đấy, bác nào nguyện vọng mua thì alo cho em thôi. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua động cơ làm việc 1.2 của em Grand i10 phiên bản hatchback bản siêu đủ này gồm có những cái gì, hoạt động ra sao, máy chạy như nào, chi tiết cụ thể thì em xin cùng giới thiệu các bác. Các bác chỉ cần thò tay vào đây, khi em đã gạt lẫy rồi thì gạt lẫy sang bên trái thì các bác có thể mở được lên. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác là những con ốc của lắp cabo cũng như là đường keo chỉ chạy còn khá là xuất sắc, cũng như là những đỗ tròn còn zin, không hề có tác động vật lý gì cả. Cả hai bên khá là đẹp, kể cả những ốc sườn, tai, bèo cũng như là toàn bộ nội thất bên khoang máy khá là đẹp xuất sắc. Ốc chân máy còn zin cũng như là lắp giàn cò, cũng toàn thể cả thanh rằng là zin nhá. Các bác, xe này mới chạy có 1.8 thôi, nhưng các bác yên tâm về xe, bên em cam kết đầy đủ cho các bác, cũng như về khung gầm máy móc, không thể kích, không bơi lội gì cả. Đấy, xe chạy khá êm ái với dung tích là máy 1.2, 4 máy, chạy khá vận hành êm ái. Cuối buổi video thì em cũng xin được công khai giá chính xác cho em, nó là 398 triệu. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999. Em sẽ tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ của bác, nhu cầu đổi xe, mua xe hay là giới thiệu khách hàng đến bên em, các bác đều có phần trăm hoa hồng xứng đáng, nên các bác yên tâm. Đấy, xe thì khá là đẹp, chỉ chờ các bác đến đấy thôi. Giá thì bên em khi nói cái giá cho các bác thì cũng có thể là thu nộp được, nên các bác cứ nhiệt tình đến xem xe, chốt xe. Với buổi video thì em xin được phép chúc sức khỏe các bác, mong các bác sub like kênh xe ô tô cụ giá tốt của chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em, cũng như giá xe, chất xe các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chương trình tiếp theo của em.